Năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu thu hút đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Vụ hoa Tết năm nay không thuận lợi do dịch Covid-19 kéo dài cùng với thời tiết bất lợi nên người trồng hoa phải tốn công chăm sóc với hy vọng sẽ có thêm thu nhập. Nhiều loại kit test nhanh Covid-19 được rao bán tràn lan trên mạng với khả năng phát hiện biến thể Omicron. Các chuyên gia khuyến cáo việc tìm các kit xét nghiệm để xác định mình mắc các loại biến thể gì là vô nghĩa và không cần thiết. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Ban Quản lý đã triển khai kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá về lĩnh vực kinh tế xã hội đã đề ra tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ đột phá, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Mục tiêu năm 2022 sẽ thu hút đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 180.000 tỷ đồng. Giá trị sản lượng dịch vụ 4.500 tỷ đồng. Đóng góp nguồn thu ngân sách trên địa bàn 16.000 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ và giải quyết việc làm mới 6.000 người. Cây gừng gió hay còn gọi là gừng sẻ là loại cây gia vị, cây dược liệu quen thuộc của đồng bào Co, huyện miền núi Trà Bồng. Những năm gần đây, gừng gió đã trở thành một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập cho người dân. So với trồng cây keo thì cây gừng gió có nhiều ưu thế nổi trội hơn hẳn. Trồng keo rất tốn công từ khâu trồng đến thu hoạch và thời gian trồng từ 3 đến 5 năm. Còn trồng gừng rất nhẹ công, thu hoạch cũng dễ dàng. Cây trồng lại ngắn ngày, chỉ trong vòng 1 năm. So với trồng keo ấy, gừng nó đạt hơn. Ý là trồng keo là gừng nó ngắn ngày, nó đạt hơn keo. Keo này, nói chung là làm keo ấy là trên núi là không đạt tiền cước, nó ăn hết ngày công nữa, đồi núi nó cao, giá trị thấp hơn. Theo mình nghĩ sau này dân mình sẽ trồng gừng, mình phải nhân rộng ra để trồng gừng nữa. Bên này gừng cũng có hiệu quả cao rồi. So với như keo quế thì quế nó lâu năm, mà keo á thì làm công mình tính ra tấn á thì là lỗ, mà đối với cái giá trị của gừng gió một ký á là từ 50 đến 60 ngàn đồng trên ký á, thì cái cả công mình làm á, đầu tư á, thì nó rất là phù hợp và nhẹ so với cây keo. Từ cuối năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Trà Bồng đã triển khai thử nghiệm mô hình trồng cây gừng gió, xen canh một số loại cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày trên diện tích 2,4 hectare. 19 hộ dân ở xã Sơn Trà được hướng dẫn kỹ thuật trồng xen canh cây gừng gió với cây lúa rẫy. Xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của người dân từ xã Sơn Trà, thì qua một năm thực hiện đến giờ này thì đánh giá cái mô hình này thì bước đầu cũng đã đem lại hiệu quả cho người dân so với các loại cây trồng khác lân cận từ địa phương, thì mô hình này thì nó phát triển cũng đem lại hiệu quả cũng vượt bậc so với các loại cây trồng khác như keo và một số cây ngắn ngà khác. Vì là cây bản địa nên nguồn giống cây gừng gió hiện nay rất hiếm, chỉ do người dân tự trồng và giữ giống nhân giống. Để bảo tồn và phát triển, nhân rộng diện tích cây gừng gió trên địa bàn, chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển loài cây này. Cơ sở đem lại có hiệu quả kinh tế, bà con bây giờ cũng đã nhận thức, tự giác tham gia trồng, đặc biệt là bà con ở thôn Trà Xuân và Trà Ông. Sắp tới nó sẽ tiếp tục tăng cái diện tích. Từ đó rồi sẽ có hướng xã định hướng, rồi sẽ hỗ trợ bà con kỹ thuật để làm sao mà tăng cái năng suất trong một cái diện tích đất trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Với góc độ cơ quan chuyên môn thì chúng tôi sẽ giúp cho nông dân phát triển thêm về cái diện tích. Thứ nhất là trên cái cơ sở là nghị quyết 01 của Đảng bộ huyện Trà Bồng đã được ban hành trồng cây dược liệu, trong đó có cây gừng. Cái thứ hai thì hiện nay là trên cái cơ sở mà làm thí điểm về cái mô hình này được giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp làm, thì khi thấy hiệu quả
chuyển vô là cái khoa kỹ thuật để cho nhân dân chúng ta tiếp cận và mở rộng cái diện tích. Huyện Trà Bồng cũng đã ban hành nghị quyết số 01 về bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện, trong đó có cây gừng gió. 6 xã phía Tây của huyện là Sơn Trà, Hương Trà, Trà Phong, Trà Sinh, Trà Thanh và Trà Tây được khoanh vùng trồng gừng gió trên diện tích 20 ha, định hướng phát triển lên 30 ha vào năm 2030. Với những thuận lợi hiện nay, cây gừng gió đang có nhiều triển vọng giúp cho bà con ở huyện vùng cao Trà Bồng phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân Sơn Tịnh đang tất bật chăm bón hoa Tết để kịp cung ứng ra thị trường. Vụ hoa Tết năm nay không thuận lợi do dịch Covid-19 kéo dài cùng với thời tiết bất lợi, nên người trồng hoa ở huyện Sơn Tịnh càng bỏ công chăm sóc với hy vọng sẽ có thêm thu nhập. Gia đình anh Trần Thanh Tùng ở thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong trồng trên 8.500 chậu hoa vạn thọ cao, vạn thọ lùn, hướng dương, mồng gà, phượng vĩ, hải đường. Nghề chính của anh Tùng là làm thợ hồ. Nhưng 10 năm nay, cứ đến tháng 10 âm lịch, anh Tùng lại dành thời gian để trồng hoa bán Tết. Nếu giá bán ổn định như mọi năm, chậu thấp nhất là 10.000 đồng, chậu cao khoảng 200-300.000 đồng, anh dự kiến thu về khoảng 100 triệu đồng. Thấy cái này, cái nghề này làm cũng được, mình cũng yêu nghề. Cái rồi mình chuyển qua cái nghề này mình làm, cứ hàng năm là, cuối năm là mình làm, để mình phục vụ bà con thôi. Chứ còn doanh thu cũng được, rồi cũng yêu nghề, chứ nhiều năm cũng bấp bênh lắm. Thời tiết đồ mưa gió đồ lồng cũng khó, nói chung là khó, nhưng mà năm nay thì thời tiết cũng được. Nghề trồng hoa Tết ở Tịnh Phong xuất hiện khoảng 10 năm trở lại đây. Hộ trồng ít thì khoảng 1.000 chậu, hộ nhiều khoảng 10.000 chậu. Trồng hoa không phải là nghề chính, nhưng nhờ biết học hỏi lẫn nhau nên hoa do nông dân xã Tịnh Phong trồng không kém gì các làng trồng hoa chuyên nghiệp. Để có được những chậu hoa tươi đẹp nở đúng dịp Tết, người trồng hoa xã Tịnh Phong càng bỏ công chăm bón nhiều hơn. Hồi xưa thì cái việc hoa treo này rất là hạn chế, nhưng đến bây giờ thì thấy cái phong trào chơi hoa treo nó rất là mạnh, nên mình đã trước kia chỉ trồng những cái hoa để đắt bằng chậu, nhưng bây giờ mình thấy thị trường nó mạnh nên mình chuyển qua trồng hoa treo. Anh Nguyễn Thành Trung ở thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh chọn mô hình trồng mai và phong lan để cung cấp ra thị trường trong dịp Tết. Với 450 cây mai và hơn 160 chậu hoa phong lan đang được chăm bón, anh Trung kỳ vọng hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết. Hiện tại tôi cũng đang rất là nỗ lực để chăm sóc cây mưa và cây lon để cho nó có bông để bón cho kịp dịp Tết năm nay. Cùng với việc cần mẫn chăm bón, người trồng hoa ở huyện Sơn Tịnh hy vọng từ nay đến cuối năm thời tiết thuận lợi để hoa đạt chất lượng bán ra thị trường Tết. Qua đó có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống sau một thời gian vất vả bỏ công chăm sóc. Sáng nay, Quảng Ngãi ghi nhận 69 ca mắc COVID-19, trong đó có 68 ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Bình Sơn có 19 ca, huyện Sơn Tịnh có 20 ca, thành phố Quảng Ngãi có 15 ca, huyện Tư Nghĩa có 9 ca, huyện Nghĩa Hành có 2 ca, thị xã Đức Phổ 1 ca, huyện Trà Bồng có 1 ca, huyện Lý Sơn có 1 ca. Ngoài ra, còn có 1 ca bệnh trở về từ vùng dịch COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 26 tháng 6 đến nay là 7.104 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 5.187 người. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 1.888 người. Trong số này có 5 ca bệnh nặng. Bản tin trưa đến đây là kết thúc. Thông tin thời sự sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.